Nghĩa, dậy đi làm, trễ giờ làm rồi, dậy. Hả? Sao giờ anh mới đến thức em vậy? Anh cũng thức trễ. Hôm nay sao mình dậy trễ vậy không biết nữa. Ăn sáng đi, rồi đi làm em. Anh hai cứ ăn đi, hôm nay em không muốn ăn sáng. Anh lỡ làm rồi, em ăn đi. Dù sao cũng đợi thằng Nghĩa mà. Nhưng mà hôm nay em chưa muốn ăn. Em ăn tí đi. Ha. Bộ tối qua anh ngủ không ngon hả? Em cũng đâu có ngủ ngon. Nè, anh hai chuẩn bị thức ăn cho em đó. Thành Nghĩa à, anh có thấy anh hai anh ấy... Sao? Anh hai thật vất vả, dậy sớm là bữa ăn sáng cho tụi mình. Anh hai luôn quan tâm đặc biệt với em mà. Không, tại vì em là đứa con gái duy nhất trong gia đình, nên anh hai mới quan tâm tới em như vậy thôi. Thảo nè, anh hai hay đó,
Nhiệt tình với phụ nữ vậy mà chưa có bạn gái. Đi em. Em đang nghĩ gì vậy? Ừ, không có gì. Còn anh nghĩ nếu chúng ta bị trễ giờ làm, chúng ta phải nghỉ ngày hôm nay. Đi. Con chào bác, chúc mừng sinh nhật bác. Cảm ơn cháu, vô nhà chơi thoải mái nha cháu. Dạ. Việc kiểm tra sức khỏe anh tốt chứ? Bác sĩ nói huyết áp gần như bình thường, nhưng phải chú ý duy trì như vậy. Đúng rồi đó, anh phải giữ gìn sức khỏe, không xem thường được đâu. Em có món quà tặng anh. À, chừng nào đi nước ngoài dưỡng bệnh. Tôi chưa thể qua bên đó được. Công việc ở đây còn bề bộn lắm. Tôi chưa yên tâm ra đi. Anh đừng quá lo lắng về công việc. Công việc ở công ty đang tiến triển tốt mà. Hơn nữa, ở công ty có rất nhiều người có khả năng giúp đỡ em. Em có thể xử lý được việc công ty mà. Chú đã bỏ nhiều công sức cho công ty trong nhiều năm qua rồi. Thật là cực khổ cho chú. Anh Hai à, anh đừng có tính thiệt hơn như vậy. Nếu có lợi ích cho gia đình mình mà. Chú Ba. Dạ con chào chú. Ồ, Phương Linh. Sao? Dạo này sức khỏe cháu sao rồi? Dạ con khỏe, cảm ơn chú. Chắc là do bên toàn cháu của chú lo lắng tận tình cho cháu phải không? Dạ. Ủa, anh còn đợi ai nữa à? Dạ, Mai Phương nói tan học xong nó sẽ đến. Đi học à? Nó đang học gì? Cháu đăng ký cho em nó học lớp tin học thương mại. Chú hơi bất ngờ khi biết nó vẫn quan tâm đến chuyện học. Mai Phương có hứa với cháu là sẽ tốt nghiệp khóa học này một cách nghiêm túc. Cháu có tin là nó theo đến cùng với môn học chán ngắt này không? Dạ, lúc đầu thì Mai Phương có phản đối. Nhưng cháu thuyết phục em ấy theo học một cái gì đó để sử dụng vô công việc của mình. Chú phục cháu thật đó. Chỉ có cháu là người duy nhất thuyết phục nó nghe thôi. Thôi, chúng ta lai rai đi. Mời anh. Chào bác Hai. Cảm ơn. Chúc mừng sinh nhật bác. Còn có quà muốn tặng bác nè. Ngoan quá ha. Bác mở ra coi đi. Mở liền giờ sao? Dạ, để coi bác có thích món quà muốn tặng không. Ồ, đẹp quá. Bác có thích không? Thích chứ. Bác thích lắm. Cái khăn này không rẻ đâu. Đương nhiên rồi, chính tay con mua tặng bác mà. Anh thiệt là quá đáng lắm. Còn tính tới dự sinh nhật sớm hơn mà anh nhất định không cho. Em phải ưu tiên cho chị Ngọc trước chứ. Em tưởng sinh nhật bác nên ưu tiên trước mới phải chứ. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cùng cạn ly. Mà để con. Khoan đã, chụp hình cho con cái đã. Ba, chụp hình cho con một tấm nha. Ba. Được chưa ba? Qua bên này nữa, ba. Ba qua đây nè. Rồi rồi, ba đứng đó nha. Được chưa ba? Cho con với chị Phương Linh nữa. Được chưa ba? Đẹp không? Quay đi. Quay đi. Quay đi, quay đi. Em làm gì vậy Bích Trang? Nhà người ta, nhà ai cũng có máy lạnh hết á. Nhà mình có cái quạt máy cũng quay không nổi nữa. Nực muốn chết luôn.
Trời đất ơi, con gái mà cứ hễ giận là trút vô cánh cửa là làm sao? Mày còn nổi giận cái gì chứ? Mẹ và chị hai vất vả nuôi mày ăn học, mày còn yêu cầu này nọ. Muốn ở máy lạnh á thì tự mua về thử xem. Thôi Quy à, em đừng có la nó nữa. Trời ơi, mẹ. Gì vậy? Trời, thuốc đã hết đá rồi sao mẹ uống làm gì nữa? Mẹ uống nhiều lần rồi có làm sao đâu. Tôi đưa đây. Mẹ đừng có uống nữa, con sẽ đưa mẹ đi khám bác sĩ. Thôi, tốn tiền lắm. Mẹ đâu có được uống thuốc ẩu như vậy. Ừ, thì mẹ không uống nữa, được chưa? Em không muốn học đại học. Sao lại như vậy? Học đại học tốn rất nhiều tiền, học phí lại cao. Em muốn nghỉ học để đi tìm việc. Em là đứa học giỏi nhất trong ba đứa chị em mình. Hơn nữa, em là đứa con trai duy nhất trong gia đình. Mọi người đều rất hy vọng ở em. Em có biết điều đó hay không? Chị hai, nhưng em là đứa con trai duy nhất trong nhà. Em có trách nhiệm chăm sóc cho gia đình của mình chứ. Chị cũng thấy đó. Nhìn mẹ ốm đau bệnh tật như vậy, làm sao mà em chịu nổi? Mẹ còn không chịu đi khám bác sĩ khi bị ho nặng như vậy. Thậm chí mẹ còn uống thuốc quá đát nữa chứ. Chị à, em không thể nào để gia đình phải nặng gánh về chuyện học hành của em được đâu. Nhưng mà em không thể tìm được việc làm đàng hoàng nếu mà em không ăn học tới nơi tới chốn. Chuyện tiền bạc, chị sẽ không để em phải lo đâu. Ê! Chào chị. Chào em. Sao biết nhà mình hay vậy? Mình hỏi mọi người. Vô nhà chơi. Trời ơi, căn nhà nhỏ như vậy làm sao cả gia đình bồ có thể ở được? Tạm thời phải dọn đến chứ biết làm sao được. Gia đình mình đã thiếu nợ người ta 6 tháng tiền nhà rồi. Sao họ hàng gì mà tệ dữ vậy? Ông ấy cho người khác thuê á, thì còn kiếm được nhiều tiền. Gia đình mình đã làm mất nhiều cơ hội kiếm tiền của người ta nhiều năm rồi. Sao bồ không kiếm chỗ nào lớn hơn để ở đi? Hiện giờ gia đình mình đâu có khả năng đó. Mình phải bán tất cả đồ đạc trong nhà để có thể trả nợ cho ba. Năm ngoái mẹ mình phải nhập viện để làm phẫu thuật. Mình phải mượn nợ của bà con, đến bây giờ vẫn chưa trả xong. May là bà chủ nhà ở đây đã cho mình mượn toàn bộ đồ đạc. Sao bồ gặp chuyện như vậy mà không nói cho mình biết? Bồ đã giúp mình rất nhiều rồi. Mình không muốn làm phiền bồ nữa. Mình là bạn thân mà. Mình có thể giúp được bồ. Vậy gia đình bồ còn nợ bao nhiêu nữa? Thạch Thảo à, mình... Bồ đừng có ngại. Mình sẽ về nói cho anh Nghĩa và anh Hai biết. Tất cả mọi người sẽ cùng giúp đỡ cho bồ. Hai anh đã nghe nói về hoàn cảnh khó khăn của Bích Trâm rồi đó. Bây giờ chúng ta có thể giúp đỡ cho cô ấy được bao nhiêu? Anh Nghĩa... Anh Nghĩa nó mới đi làm mà em. Anh có thể giúp cho được một ít. Cảm ơn anh Hai. Sao anh im lặng hoài vậy? Anh cho quấy mò một ít được không? Ừ, không thành vấn đề. Lát em đưa cho em. Vậy là cộng thêm của em nữa là chúng ta có thể giúp đỡ cho quấy được một phần nào. Gia đình Bích Trâm khó khăn như vậy thì cô ấy sẽ kiếm tiền bằng cách nào để lo cho em trai mình thi vào đại học đi? Chuyện đó để tính sau. Việc cần thiết bây giờ là giải quyết tiền nợ thuê nhà của cô ấy. Được rồi, bây giờ anh sẽ đi rút tiền. Cái gì kêu vậy? Tại bụng em á. Tại em đó nên cái bụng em nó cứ sôi ầm ầm như vậy á. Anh có chừa cho em một tô miếng để anh vào hâm lại cho em ăn. Dạ. Anh, sao mặt mày anh buồn hiu vậy? Bộ có ai làm cho anh bực mình hả? Có ai đâu, để anh lên phòng lấy tiền cho em.
Anh Hai, anh cười gì vậy? Anh đang cười sao? À, biết cho Thạch Thảo xong rồi đó em ơi. Ngon lắm, ăn đi. Còn nóng đó. Ăn đi em. Em ăn đi. Ăn, ăn cho nóng. Tiền gửi giúp ở trong. Anh Hai đừng có nấu đồ ăn cho em nữa nha. Sao vậy? Em không thích ăn à? Em đang giảm cân, em không ăn nhiều nữa. Nhưng em đâu có mập đâu mà sợ. Em sẽ mập lên nếu như mà em cứ ăn nhiều như thế này. Vậy em cho anh biết em thích ăn món gì đây. À, anh Hai à, ngày mai lịch làm việc của em kín mít rồi. Anh mang tiền đưa cho Bích Trâm giùm em được không? Không thành vấn đề. Em cảm ơn anh Hai. Bây giờ em phải trở lại cơ quan. Tối nay em có lịch phát sóng. À, nè, em đi làm đi, để lo anh dọn cho. Dạ. Mai Phương, bà muốn nói chuyện với con. Có chuyện gì vậy ba? Con còn phải đi ngủ. Nói chuyện với ba mà con gấp vắng gấp dài vậy hả? Người ta ngáp đi, người ta mệt, có gì đâu nè. Đối với người ngoài thì con lễ phép, còn đối với ba con hỗn sự như vậy là sao? Ba nói xong chưa? Con đi ngủ đó. Chưa xong, ngồi xuống đó. Chuyện gì nữa đây ba? Chuyện con đi học là tốt. Sao con không nói trước cho ba biết? Có cần phải nói cho ba biết không? Con tưởng chuyện gì ba cũng biết. Nếu không còn chuyện gì nữa, con đi ngủ đó. Mai Phương, con đi đâu nữa vậy? Bây giờ thì con hết buồn ngủ rồi, con đi ra ngoài. Kìa, Mai Phương, Mai Phương. Đúng là con với cái. Anh có chuyện gì buồn hả? Không có gì. Ngay cả giọng nói của anh cũng không được vui. Có phải vì công việc ở ngân hàng có nhiều áp lực quá phải không? Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy? Sao không thẳng thắn nói cho em biết? Ừ.
Anh Hải rất thích em. Anh cũng có cảm giác như vậy sao? Anh ấy luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo cho em. Em cũng đau đầu vì chuyện ấy. Rồi chuyện anh ấy mua tặng em sợi dây chuyền nữa. Tình cảm của anh ấy đã vượt quá tình cảm của một người anh đối với một đứa em gái. Bây giờ chúng ta chỉ có một giải pháp duy nhất thôi. Là giải pháp gì? Chỉ khi nào anh ấy biết được về mối quan hệ của chúng ta thì anh ấy mới không còn thái độ như vậy nữa. Chúng ta còn cách nào khác nữa đâu hả anh? Nhưng anh chưa bao giờ nói cho anh ấy biết về mối quan hệ của chúng ta. Vậy đã đến lúc phải nói cho anh ấy biết rồi đó. Anh nghĩ là sợ anh ấy bị sốc rồi cảm thấy thất vọng. Bây giờ mà anh vẫn còn lo lắng tới chuyện đó nữa thì sao chứ? Anh... Thôi, tối rồi. Anh đi ngủ đây. Em cất tiền đi. Anh Nhân, cảm ơn anh nhiều lắm. Ơn nghĩa gì? Anh và em quen nhau từ nhỏ tới giờ, giúp đỡ nhau là chuyện tự nhiên thôi. Thấy em có chuyện khó khăn gì đều được các anh và Thạch Thảo giúp đỡ em tận tình. Em gọi gì ăn đi. Người có lần mà anh gặp rồi phải không? Ừ, đúng là cô ấy. Em thấy cổ rất thích anh á. Thôi đi mà. Cổ không mời anh đi cùng, anh không cảm thấy có gì lạ hả? Anh thấy anh và người đó, hai người có thể đi xa hơn hay không? Em có nghĩ mình là người quá nhạy cảm không? Em cho rằng mối quan hệ giữa người với nhau là do duyên phận. Anh Nhân, em nghe nói Diệp Nghiêm rất có cảm tình với người đó phải không anh? Mẹ anh lúc nào cũng thương những cô gái chưa lập gia đình. Cô cũng xinh xắn dễ thương, mà sao anh không thử xem sao? Nói thật với em, những gì anh nghĩ cũng giống như em vậy đó. Anh nghĩ gì vậy?
mối quan hệ giữa người với nhau là do duyên phận. Ngoài ra, họ cũng có một tiếng nói chung nữa. Đó là điểm mà anh với cô ta còn thiếu. Chuyện đó xảy ra lâu rồi. Con nghĩ Thiêm đừng nên đau khổ như vậy. Thiêm đã không bỏ đứa con của mình nếu như ông ấy không đối xử như Thiêm quá tệ. Đâu phải một mình Thiêm có lỗi đâu Toàn. Con nghĩ điều cần thiết bây giờ là mình phải có thời gian. Thiêm cứ vui vẻ lên, đừng có nghĩ ngợi gì cả. Dạ, mời chị chọn món ạ. Cái này, hai phần này nha. Dạ. Thiêm phải về. Cảm ơn cháu đã quan tâm chăm sóc cho Mai Phương. Cháu sẽ cố gắng hết khả năng của mình, chuyện mà cháu đã hứa với Thiêm. Thiêm à, cháu xin lỗi nha. Mai Phương nói là sẽ đến. Gì mà Thiêm biết, nó ghét Thiêm lắm. Nó sẽ không đến gặp Thiêm đâu. Khi nào rảnh, con sẽ thu xếp cho Thiêm gặp Mai Phương. Cảm ơn cháu. Alo, anh xin lỗi, có chuyện phải đi gặp khách hàng. Anh Nghĩa, anh không tới được hả? Ừ, em ăn trước đi. Tạm biệt em, ok, bye. Alo. Alo. Bực mình quá ông này. Dạ, thức ăn của chị đây ạ. Cho hai phần ăn chính mang lên luôn em ha. Dạ, tính tiền luôn đi em. Dạ, người đàn ông đằng kia đã tính tiền rồi thưa chị. Chào cô, tôi có thể ngồi đây được không? Bạn trai của cô để cô đợi, hay cô có thói quen ăn hai phần cơm vậy? Anh là tay phóng viên chuyên moi móc chuyện riêng tư của người khác chứ gì. Trí nhớ của cô cũng tốt thiệt đó. Đây là khen ngợi hay trả thù cá nhân đây? Vậy cô nghĩ sao? Dù là khen ngợi hay là trả thù, với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Em ơi, cho ly cà phê đá. Cô dùng gì không? Không, cảm ơn. Chúng ta có thể biến thù thành bạn được không? Ừ? Vậy ra anh đang coi tôi là kẻ thù hả? Hành động của cô cho tôi thấy cô đang xem tôi là kẻ thù. Vậy để tôi nói cho anh biết cảm nghĩ của tôi về anh nha. Anh là một kẻ bảo thủ, chẳng giúp ai và cũng chẳng thân thiện. Tệ vậy sao? Chưa có cô gái nào nói với anh những lời giống như tôi vậy hả? Cô là người đầu tiên có thái độ như vậy. Vậy thì anh hãy cảm ơn tôi đi. Dạ, cà phê của anh đây ạ. Cô có sẵn lòng nhận một lời xin lỗi của tôi không? Đó là tính cách của anh không cần phải xin lỗi tôi. Xin lỗi, tôi phải đi trước. Tôi còn chưa uống hết ly cà phê mà. Tiền cơm của tôi nè. À quên nữa, cái chiếc của anh nè phải không? Tôi lượm được hôm anh bị đánh đó.
Em đến hồi nào vậy? Cách đây một tiếng. Sao em không vô? Tại sao anh không nói cho em biết là đến đây để gặp bà ta? Bảy là mẹ của em mà. Em sao vậy? Bảy không đủ tư cách để làm mẹ của em. Thì mày rất quan tâm đến em. Nếu quan tâm đến em thì bảy đã không bỏ rơi em rồi. Em à, đôi khi có những chuyện xảy ra không chỉ ý nghĩ của em đâu. Nếu anh còn bắt em gặp bà ta, em sẽ không gặp anh nữa đâu. Mai Phương à, anh buông em ra. Mai Phương. Coi bộ anh cũng đào hoa quá ha. Già không bỏ, nhỏ không tha. Đại hư đó. Sao mỗi lần tôi gặp anh đều gặp xui xẻo vậy? Tại vì tôi không thể giúp cô. Tôi không mong nhận được sự giúp đỡ của một người nha. Cô nói tôi sao cũng được. Vì chúng ta là đồng nghiệp với nhau. Cô đừng đánh giá con người một cách thiện cận như vậy. Ê, anh có chắc là anh sửa được không đó? Bệnh xui. Xích ra. Được chưa? Sao cô quay lại chỗ tôi bị đánh làm gì? Tôi tìm sợi dây chuyền. Cô tìm được chưa? Chưa. Đó là những thông tin nội bộ rất đáng để tin cậy. Sáng hôm nay tôi cũng nghe nói như vậy. Việc buôn bán hàng hóa sẽ có tác động lớn đến hợp đồng trong tương lai. Cái gì là điểm quan trọng trong chuyện này? Không lẽ họ dễ bị ảnh hưởng như vậy sao? Thanh danh của họ bị ảnh hưởng là điều chắc chắn. Tôi nghe ban giám đốc có một cuộc họp khẩn cấp vào sáng nay. Chúng ta bắt tay vào khi mọi người còn đang dao động. Tôi nghĩ chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền trong thời điểm này. Thưa ông chủ, tôi đã sắp xếp thời gian cho cuộc phỏng vấn người mẫu rồi. Ông có muốn xem qua hồ sơ không? Thạch Thảo à, cảm ơn bồ đã giúp mình trong những lúc mình gặp khó khăn, lại còn đi cùng phỏng vấn với mình nữa. Nè, không biết bá Trung là ai mà tuyển dụng bồ vào vai trò người mẫu vậy? Vậy tụi mình có đi tiếp không? Sao mình thấy lo quá à? Bồ định đi phỏng vấn dự tuyển trong bộ quần áo này hay sao? Vậy mình có được tuyển không? Biết làm sao bây giờ? Như vậy thì làm sao mà tự tin cho được? Một khi đã xác định tới đây thì phải tự tin là mình sẽ chiến thắng chứ. Nè. Mình bảo đảm là bộ đồ này sẽ rất hợp với bộ. Mình đã trang điểm rồi mà. Không, mình chỉ dặm thêm cho bồ một chút thôi. Đánh màu son này nha. Thôi, đậm quá à. Không, màu son này mới làm cho mặt bồ tươi tắn hơn.
Người đẹp, soi gương xem. Bây giờ nhìn bồ cũng đẹp hơn sao? Kìa kìa, bồ tới đó đi. Lo quá à. Đi đi mà. Chào chị, tôi đến để xin phỏng vấn à. Xin cô vui lòng điền vào mẫu này. Dạ, cảm ơn chị. Không có gì. Bộ điền vô đi. Thạch Thảo hả? Hay là tụi mình đi về đi. Trời ơi, làm sao mà về được? Cuộc phỏng vấn chưa bắt đầu mà. Nhưng mình không bằng các cô gái khác. Bồ nhìn cái cô đằng kia kìa. Hả? Cổ sửa mũi là cái chắc. Còn cô đằng sau bồ, cầm chẻ của cổ là đồ giả. Trời. Còn cô bên trái bồ, cô đi bơm ngược đó. Làm sao mà bồ biết? Mình đã xem mấy cái đồ giả đó nhiều lần rồi. Tại sao bồ phải sợ khi mà những gì trên người bồ đều toàn đồ thật chứ? Bồ điền vào bản mẫu này đi. Ừ. Cố lên nha. Bộ uống nước đi. Thạch Thảo ơi, mình phải đi phòng vệ sinh thôi. Đi liền bây giờ sao? Ừ. Chị ơi, cho em hỏi chừng nào tới em vậy? Chị chuẩn bị đi, sắp đến lượt chị rồi đó. Dạ. Mình mắc quá à. Chờ mình chút nha. Bộ đi từ từ thôi, họ sẽ chờ bộ mà. Cô làm sao vậy hả? Tôi xin lỗi. Dạ xin lỗi, tôi không cố ý như vậy đâu. Bà tôi sơ ý, ông bỏ qua chứ. Ông ơi, ông đừng giận tôi nha. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi nhiều lắm rồi. Ông ta là ai vậy? Ông ta là Minh Hoàng, phó tổng giám đốc công ty Thuận Nam. Ờ. Hả? Ôi, không sao đâu. Chết rồi. Dạ, chào ông. Cô ngồi đi. Dạ. Cô có khả năng gì? Dạ, em biết múa. Cô thử coi. Thôi được rồi, cảm ơn cô. Dạ, em biết hát nữa ạ. Thôi thôi, được rồi, cảm ơn cô, mời cô. Dạ. Tệ quá. Sao rồi bộ? Không biết nữa. Chị ơi, chị cho em hỏi cô gái trong kia phỏng vấn được bao lâu rồi chị? Khoảng 15 phút nữa, sắp ra rồi chị. Dạ, cảm ơn chị. Chị chuẩn bị đi, sắp ra lượt chị rồi đó. Hí, tươi lên, cười tươi lên. Chị, em về nha. Của em xong rồi đó. Dạ. Tới lượt chị rồi đó chị. Cố lên nha. Ừ. Bye. Ừ, bye bye. Tươi lên. Bye bye. Chúng
thiên nhiên.